Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Tổng thống Trump tính ra đòn Trung Quốc 1.200 tỷ vốn hóa Bắc Kinh bay. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất rõ và nhiều hình ảnh liên tục về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc và dẫn đến những xáo trộn kinh tế toàn cầu và trong đó có cả sự ảnh hưởng về Việt Nam rất lớn. Và gần đây nhất, ngày hôm nay chúng ta nhận được thêm một tin mới, đó là ba nguồn tin khác nhau từ chính quyền Mỹ vừa tiết lộ ra đòn trừng phạt động trời mới với Trung Quốc có thể sẽ được Mỹ đưa ra vào thời gian tới khi không đạt được thỏa thuận về thương mại với Trung Quốc. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem một số bài báo quốc tế bắt đầu đã đăng, đó là tin nói Trump xem xét bỏ niêm yết các công ty Trung Quốc khỏi thị trường Mỹ. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét bỏ niêm yết các công ty Trung Quốc khỏi các cơ sở giao dịch chứng khoán của Mỹ. Đây là thông tin dẫn ba nguồn tin được cho biết về việc này vào ngày thứ Sáu vừa qua, trong một bước đi có thể sẽ là sự leo thang rất lớn căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Bước đi này sẽ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ vào các công ty của Trung Quốc. Trong số các nguồn tin cho biết, một nguồn tin nói rằng nó được thúc đẩy bởi những lo ngại an ninh ngày càng lớn của chính quyền Trump về các hoạt động của các công ty này tại Mỹ và các nơi trên thế giới. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem nhân viên giao dịch đang làm việc trên sàn sở giao dịch chứng khoán ở New York tại Mỹ. Rất nhiều những số lượng tiền khổng lồ đã chảy qua thị trường chứng khoán này để đầu tư cho những công ty khác nhau. Và cũng theo tin được biết, chính phủ Mỹ đã công bố trong thời gian gần đây, đó là việc hiện nay có tổng cộng 156 công ty của Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán của Mỹ với tổng số vốn hóa thị trường lên tới 1.200 tỷ đô la. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem trên bản tin của chính phủ Mỹ rất rõ ràng về việc này. Và chúng tôi sẽ chia sẻ đường link ngay sau đây để các bạn có thể tự đọc những thông tin rất quan trọng này khi chính phủ Mỹ đã đưa ra những đòn trừng phạt nặng nề này với Trung Quốc. Đó là việc các công ty Trung Quốc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán lớn của Mỹ. Thì đây là cái thống kê gồm có 156 công ty Trung Quốc được niêm yết ở đây. Và đồng thời những cái thông tin cụ thể chi tiết nhất thì các bạn cũng có thể xem những công ty nào của Trung Quốc đã được niêm yết. Và qua những cái sàn giao dịch chứng khoán này thì những công ty của Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều vốn được đầu tư từ Mỹ vào những công ty này để kinh doanh và làm ăn. Và trong đó có rất nhiều những công ty mà của nhà nước Trung Quốc. Thì điều đó gây ra sự bất lợi rất lớn với Mỹ khi tiền của Mỹ để đầu tư cho công ty của nhà nước Trung Quốc và sau đó cạnh tranh lại một cách không công bằng và bình đẳng với các công ty khác của Mỹ. Và lập tức là các chỉ số chứng khoán của Mỹ sụt giảm khi tin tức này loan đi vài ngày trước khi Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là vào ngày 1 tháng 10 tới đây, khi nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới sẽ chuẩn bị nghỉ một tuần lễ để vào những ngày lễ này. Và chúng tôi cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua giữa Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra rất nhiều căng thẳng về khu vực bãi Tư Chính cũng như Biển Đông. Nhưng chúng ta cũng đã chứng kiến trong ngày vừa qua thì đã có cái sự thăm hỏi của phía Việt Nam đối với Trung Quốc nhân ngày Quốc khánh Trung Quốc. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem ở trên bài báo ở trong nước bắt đầu đã đăng. Đó là việc Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam mong muốn cùng Trung Quốc thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, mang lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Tối hôm nay, tức là ngày 26 tháng 9 năm 2019, tại Hà Nội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Hùng Ba và Phu Nhân tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tức là ngày 1 tháng 10 năm 1949 và ngày 1 tháng 10 năm 2019. Đây là hình ảnh rất rõ mà các bạn có thể xem. Và ông Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới dự và chia mừng với phía Trung Quốc về ngày Quốc khánh này. Tuy nhiên trong cái buổi lễ này thì không biết ông Phó Thủ tướng Việt Nam có nói về vấn đề Biển Đông hay không, thì đấy là còn là một câu hỏi lớn. Tuy nhiên về việc Trung Quốc có chiến tranh thương mại với Mỹ trong thời gian này cũng đã đem đến cho Việt Nam một số những cái thuận lợi nhất định. Đó là những cái công ty, rất nhiều những công ty lớn từ Trung Quốc đã chạy sang Việt Nam và thành lập những nơi để sản xuất và từ đó xuất hàng sang Mỹ, thì tránh được cái phần thuế rất lớn mà Mỹ đang đánh vào Trung Quốc. Và điều này Việt Nam đang tận dụng một cách triệt để liên quan đến cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Và khi Tổng thống Donald Trump càng đánh mạnh vào nền kinh tế Trung Quốc bằng mức thuế càng cao thì Việt Nam càng hưởng lợi cái điều này. Và đương nhiên khi mà
mức thuế đánh cao lên cũng như đe dọa sẽ rút tất cả các công ty chứng khoán của Trung Quốc tại Mỹ, thì cổ phiếu của Alibaba có trụ sở tại Hàng Châu, Chiết Giang lúc thị trường đóng cửa đã giảm 5,15%, và những công ty khác cũng giảm rất nhiều. Mà hình ảnh các bạn có thể xem trực tiếp, đây là chia sẻ ngày hôm nay về cái cổ phiếu của công ty Alibaba rất lớn của Trung Quốc đã bị mất một số lượng vốn rất khổng lồ chỉ trong một ngày, với tỷ số giảm tới 5,15% tính trung bình, còn theo cuối giờ ở đây thì ghi rất rõ là 5,7% đã bị giảm. Thì đây là con số rất lớn. Và những đòn trừng phạt của Trump đưa ra giáng vào nền kinh tế Trung Quốc là những đòn rất mạnh và cụ thể, với tổng số tiền vừa qua chúng tôi cũng như là báo chí trong nước và nước ngoài đã công bố tới 550 tỷ đô la hàng nhập vào thị trường Mỹ đã bị tuyên bố đánh thuế. Và đây quả thực là một mức thuế rất cao. Và không những thế, gần đây thì chúng ta đã nhận được những thông tin từ chính quyền Mỹ nói rằng họ sẵn sàng đánh thêm thuế tới 50, thậm chí đến 100% tiền thuế trên tổng số tiền hàng hóa đã sẽ nhập vào Mỹ trong thời gian tới. Và điều đó sẽ đem lại gần như là một cái việc chiến tranh thương mại lên đỉnh điểm. Và khi hàng mà đánh thuế rất cao như vậy thì đương nhiên không còn công ty nào muốn sản xuất ở Trung Quốc để xuất hàng sang Mỹ nữa. Và Việt Nam là một trong những người được hưởng lợi cái điều đó. Tuy nhiên, ở Việt Nam nếu không tận dụng cái điều này một cách thiết thực và công bằng với Mỹ thì sẽ bị Mỹ cũng như một số nước khác đánh thuế tiếp theo, mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian vừa qua. Mỹ đã tăng cường đánh thuế lên sắt thép Việt Nam rất mạnh, và nếu hàng may mặc cũng như những mặt hàng khác của Việt Nam mà tiếp tục dùng những mác hàng của Trung Quốc đưa vào Việt Nam dán mác và xuất khẩu đi sang Mỹ thì chắc chắn sẽ bị đánh thuế nặng nề hơn nữa. Và hình ảnh cụ thể mà chúng ta có thể thấy gần đây nhất là hình ảnh rất khôi hài của ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp ông Tổng thống Mỹ Donald Trump, và Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng của Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị G20 ở Osaka, Nhật Bản ngày 28 tháng 6 năm 2019 vừa qua. Và trước đó thì ông Donald Trump hôm 26 tháng 6 đã chỉ trích Việt Nam vì lạm dụng thương mại với Mỹ. Và đây là hình ảnh các bạn có thể rất rõ. Và đương nhiên ông Tổng thống Mỹ sẽ làm nếu Việt Nam không cân đối cán cân thương mại giữa hai nước. Và ông Nguyễn Xuân Phúc là người thủ tướng đứng đầu chính phủ của Việt Nam phải có trách nhiệm lo lắng và để cho nền kinh tế có thể phát triển và không bị tổn hại. Chính vì vậy ông cũng có những cái cuộc gặp gỡ rất thân mật như thế này ở ngay trong những cái hội nghị trước rất nhiều quan khách. Mặc dù ông Nguyễn Xuân Phúc không biết ngoại ngữ nhưng có những người phiên dịch đã nằm bên cạnh sẵn và giúp đỡ ông. Và ngoài ra thì các bạn cũng đã chứng kiến thời gian vừa qua, cụ thể nhất là ngày 26 tháng 9 vừa qua, thì chúng ta đã thấy ông Phó Thủ tướng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã sang New York, và trước khi có những cuộc làm việc và trước khi có cuộc phát biểu ngày hôm nay trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì ông đã lập tức gặp ngay phía Mỹ để bàn thảo nhiều vấn đề. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy bài báo đã đưa ra tại Mỹ, đó là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã ghi Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam gặp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ David Haller gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại New York ngày 26 tháng 9 năm 2019. Và ngoài ra trong cuộc gặp này thì các ông đã có rất nhiều những trao đổi khác nhau về lĩnh vực đảm bảo an ninh an toàn hàng hải hàng không tại Biển Đông cũng như những lĩnh vực giao thương khác. Thì đây là điều rất đặc biệt vì khi Việt Nam gia nhập với quốc tế và có rất nhiều những công ước và họ phải đảm bảo và thỏa mãn cái điều đó, thì đương nhiên khi kinh doanh với Hoa Kỳ thì họ cũng phía Mỹ luôn luôn mong muốn rằng Việt Nam cân bằng thương mại, vì hiện nay Việt Nam đang thặng dư rất nhiều đối với Mỹ. Và ngoài ra thì trước đó thì các bạn cũng đã chứng kiến việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cương quyết không những đánh thuế và có cái cuộc chiến tranh thương mại rất dữ dội với Trung Quốc, mà ông đã đả phá rất nhiều về vấn đề dân chủ và nhân quyền tại Trung Quốc. Mà cụ thể chúng ta đã có thấy những hình ảnh ông phát biểu trong thời gian vừa qua tại New York trong Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đó là diễn đàn Liên Hợp Quốc, Trump cùng công kích Trung Quốc và nói về dân chủ tự do của Hồng Kông. Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hôm 24 tháng 9, Tổng thống Donald Trump công kích Trung Quốc ăn cắp thủ đoạn và nói về dân chủ và tự do của Hồng Kông. Ông nói kể từ khi Trung Quốc được cho vào Tổ chức Thương mại Thế giới, lý thuyết nói rằng Trung Quốc sẽ thay đổi, dân chủ hơn, đã hóa ra là sai lầm. Nguyên tắc pháp quyền ở Trung Quốc không tiến bộ mà còn sa sút. Ông Trump cũng nói về Bắc Triều Tiên
và Iran về Venezuela. Venezuela, ông Trump gọi Tổng thống Nicolas Maduro là con rối của Cuba. Và tất nhiên trong những bài phát biểu này của ông đã chừa Việt Nam ra và chưa nói gì đến Việt Nam cả. Thì chúng ta phải thấy rằng là cái việc mà ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Tổng thống Donald Trump tại Osaka, Nhật Bản, đấy là một tín hiệu phát đi rất tốt khi Việt Nam thực tâm bắt đầu phải có những quan hệ công bằng hơn với Mỹ và với các nước trên thế giới. Và ngoài ra thì các bạn cũng đã thấy chứng kiến rất rõ ràng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump không những yêu cầu Trung Quốc thực hiện hành vi không được ăn cắp và thủ đoạn về mặt kinh tế nữa, mà ông cũng tuyên bố về vấn đề tự do, dân chủ và nhân quyền đối với nhiều nước ở châu Á và tại Hồng Kông, và đặc biệt là với những nước có nền chủ nghĩa, có chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội đang còn tồn tại, thì ông luôn luôn đả kích và có những phát ngôn rất đặc biệt trong thời gian vừa qua mà gây ra những cái cú sốc rất mạnh đối với những người làm chính sách và những người đứng đầu đảng và nhà nước ở Hà Nội. Và tính đến ngày tính đến tháng 2 năm nay thì đã có tổng cộng Trung Quốc đã đầu tư tới 156 công ty đã được niêm yết lên sở giao dịch chứng khoán Nasdaq và New York theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, có bao gồm trong đó có 11 công ty nhà nước. Thì điều này rất nguy hiểm với ông Donald Trump và những nhà đầu tư, bởi vì khi tiền vốn của Mỹ, của các nhà tư bản lại thông qua những cái niêm yết chứng khoán tại Mỹ để đầu tư cho những công ty nhà nước, và những công ty nhà nước này thì các bạn cũng đã biết họ có những chính sách kinh doanh hoàn toàn phi thị trường và đem lại rất nhiều tác hại cho những công ty của Mỹ và các nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Và dù ý tưởng bỏ niêm yết và cái việc bỏ niêm yết chứng khoán của các công ty Trung Quốc với tổng số tiền trị giá 1.200 tỷ USD đang được Tổng thống Donald Trump tính đến thì là gây ảnh hưởng trước mắt cho cái việc đàm phán, chuẩn bị đàm phán lần tới đây là từ ngày mùng 10 đến 11 tháng 10 đối với Trung Quốc trong thời gian tới. Và ngoài ra thì việc này cũng chống lại sự hòa trộn quân sự và dân sự của các công ty công nghệ Trung Quốc. Chương trình phát triển công nghiệp Made in China 2025 nhắm vào các ngành công nghiệp chủ chốt để thống trị, và một nhà nước do thám đang mở rộng ở Tân Cương. Điều này ông Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rất rõ, vì ông không muốn những cái việc mà công ty dân sự và nó lẫn lộn với công ty quân sự của Trung Quốc, và số tiền này lại được đầu tư vào những công ty nhà nước của Trung Quốc, có nghĩa là có thể sản xuất ra những loại vũ khí để chống lại Mỹ, chống lại những nước thế giới tự do và đàn áp người dân ở nhiều nơi khác, thì điều đó không thể chấp nhận được. Và nguồn tin cho biết thêm lâu nay đã có những mối lo ngại về việc vốn của Mỹ cho phép các hoạt động như vậy đã xảy ra, đặc biệt là khi ranh giới giữa các công ty nhà nước và các công ty tư nhân ở Trung Quốc đang dần dần nhòa đi. Điều đó gây rất nguy hiểm đối với Mỹ và các nước trên thế giới. Và ngoài ra thì hiện nay Trung Quốc với Việt Nam đang có những căng thẳng rất lớn về mặt lãnh thổ. Đó là việc các bạn cũng đã chứng kiến liên tục phía Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra công hàm và phát ngôn viên liên tục nói về những cái vấn đề là đường 9 đoạn, tức là đường lưỡi bò thuộc chủ quyền của họ, trong đó có khu vực bãi Tư Chính. Thì đương nhiên họ sẽ cương quyết và làm, và họ bảo vệ cái điều đó. Và Việt Nam với khi Trung Quốc thực hiện được điều này thì Việt Nam sẽ gần như mất toàn bộ 80% lãnh hải của mình với vùng đặc quyền kinh tế, và chỉ còn là một nước ngại đã nhỏ hơn lại càng nhỏ nữa trước một người đồng chí tham lam từ Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d ngày hôm nay với bản tin của thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy bình luận và chia sẻ video này cũng như cho chúng tôi biết những thông tin để chúng tôi có thể cung cấp và cập nhật những điều các bạn mong muốn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày an lành. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.